mày hôm hồi mấy hôm nay tới đó thì anh em có 1 năm qua đây là chiếc xe của em trai thì khách quen bạn đến cái đây mua đồ của mình. Hôm nay thì bạn có qua lắp tay vô tròn chrome và đôi bóng bi cầu đen 3 màu ở cho chiếc xe của bạn thì đây. Và bên trong này thì có anh trai cũng là khách quen, anh vừa lấy con xe này xong thì mình sẽ lắp cho anh cái mui lớp gió của xe Isuzu. Đấy, mình có lắp cái mui lớp gió của Isuzu QKR đầu vuông, chiếc xe đầu vuông của anh ở đây. Cái này tháo lắp thì rất là đơn giản thôi anh em, không phải chế cháo nhiều, lắp bắt đầu một kíp luôn. Đấy, giờ mình sẽ lắp trực tiếp hai chiếc xe này các bạn theo dõi của mình nhá, rất là đơn giản luôn. Chuẩn hài luôn. Ok các bạn,